Con chào bác ạ. Vâng, chào chị. Bác kể con biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Bác là Trịnh Thị Thành, 62, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hôm nay con về Nam Định của bác, để con ghi hình của bác, thì bác kể đôi lời con biết về cái chứng đau của bác và bệnh tật của ngày trước bác như nào. Bác là giữa mùng 1 tháng 1, bác ngày trước thì nó đau trước có mấy ngày, thì bác đau cái này đã đau lâu rồi nhưng nó bình thường. Dạ. Thế vừa rồi bác cũng làm kiểu nặng quá, thế là nó bị đau thì bây giờ cũng chưa biết nguyên nhân nó đau là nó chạch nhất định với như thế nào. Bác đau như vậy kéo dài bao nhưng thời gian? Bác thì bắt đầu là nó đau là đã đi, bác đi lễ về là bây giờ là tự nhiên là bác đứng là không đứng được nữa, là bác khóc lên là bác và đau chân. Dạ. Nó bớt không thể chịu được nữa, là bác đã xuống viện mấy ngày nhưng không ăn thua gì. Bác đau như vậy kéo dài bao thời gian? Là tầm là gần 2 tháng. Vâng. Gần 2 tháng là đau, có lúc mà bác không thể đi được cơ. Dạ. Lúc kia là bác mới nghe tin là thầy lên đưa lên mạng là nghe cái tin thầy lang. Dạ, thế là thấy là thuê xe lên. Nên... Bác đau nhiều như vậy thì kéo dài lâu như vậy bác đi khám ở bác đâu không? Bắt đầu bác đi chụp hướng từ. Dạ. Thì bây giờ họ đã bảo là bác còn thoát vị ở đêm. Dạ. Còn lúc trước thì bác cứ tưởng tượng như là thần kinh thôi. Dạ, vâng. Nhưng mà lên là họ mới bảo là bác bị thoát vị nghĩa đêm. Dạ. Đấy là nhiều người mách cho bác thì bác đã lên. Cái cơn đau của bác thì biểu hiện về ngày hay về đêm nhiều? Bác là chủ yếu là ban ngày. Dạ vâng. Nhưng là ban ngày thì nó đau nhiều hơn ban đêm. Dạ vâng. Nhưng mà đêm nằm thì rất là khó chịu, chân tay nó đau, nó buốt. Dạ vâng. Buốt nó khó chịu. Bác còn nhớ cơn đau nặng nhất của bác không? Đau nặng nhất là cái hôm là mùng 1 tháng 1. Dạ. Là bác đi lễ. Dạ. Bác sang cái nhà thờ thì nghĩa là bác không thể chịu nó buốt. Nhưng dạ. Về đến nhà là bác nằm suốt, chứ không có nhà bác đã có khách. Thế là bác chỉ có nằm. Nhưng bác... mà khách về là bác đứng đây là không đi đứng gì được nữa. Bác nằm liệt đúng không? Là làm liệt. Bác nằm liệt, bác còn nhớ bác nằm liệt bao nhiêu ngày không? Bác liệt thì 18 ngày. Đúng 18 ngày là cứ phải bế bác cứ làm vệ sinh là phải có người bế. Dạ vâng. Mà ăn cơm mà thậm chí có khi là còn phải nằm ghé ăn chứ không ngồi được. Dạ vâng. Đấy. Ngày đó bác nằm liệt như vậy và kéo dài gần 20 ngày đúng không? Vậy là gần 20 ngày. Ai là người chăm bác thường xuyên? Bác trai. Dạ vâng. Bác trai được con trai bế là thường thường là con trai bế bác xuống nhà vệ sinh. Dạ. Thường thường là bác trai giặt xuống là bác trai. Bác trai có nghe mọi sinh hoạt là bác. Vâng, tự, bác trai tự mình làm được. Vâng. Lúc đó thì bác đau nhiều nặng mà liệt gần 20 ngày. Thì bác kể con biết về tỉ mỉ về cái triệu chứng đau của bác như nào. Một đứa là nó kéo chân nó buốt. Dạ. Buốt mát, nó buốt xuống cái đùi nó buốt ra, nó buốt ra không thể chịu được, lúc nào cứ phải có người buốt. Dạ vâng. Lúc nào cứ phải buốt cho bác. Dạ. Đấy. Bác đau như vậy thì điển hình nhất là đau bắt đầu ở chân nào? Bắt đầu chân trái. Dạ vâng. Nhân là chưa kéo chân trái. Vâng. Rồi dần dần nó bưa xuống đến bàn chân là nó lạnh, lạnh đúng như là kem. Dạ vâng. Lạnh nắp bàn chân nó lạnh. Sau khi bác đau nhiều mà gần 20 ngày không đi lại được, lúc đó bác có ngủ có ngon như giấc không? Ngủ thì đêm mà thường thường là không ngủ được, ít dạ, ngủ vâng. Lắm. Ít ngủ lắm. Sau khi cái cơ duyên nào mà bác biết là thuốc cùng con? Bác lên cái là bác điều trị, cái là bác về bác bắt đầu uống một phần vài thang, cái là bác đi biến chuyển luôn. Ý con hỏi bác ai mách bác lên nhà thuốc cho con? Có, ở đấy còn có một bác cứ mua và lãng hoa. Dạ. Có mua lãng hoa cho nhà xứ, thế là bác không sang bán được. Dạ. Không sang trả tiền được. Dạ. Thế là bác nhờ người trả tiền, họ nói chuyện là bác bị đau lưng là không đi được. Dạ, vâng. Thế là cái chồng có bán hoa là điều trị đấy, thế là vi mách mà dạ, vâng. Là chồng cố cũng bỏ ra đường cái này này. Dạ. Thế lên thầy lang điều trị có vài tháng mà giờ 2 năm nay coi là ngon lành lắm. Ngon lành đi ạ. Thế là chú ngay, thế vậy là chú lại trực tiếp chú xuống hỏi thăm. Dạ. Thế là nó kể ra vậy, cái là đến sáng mai là chú thuê xe lên thầy lang luôn đấy. À bác thuê xe là cho bác đi luôn. Dạ, chở luôn lên. Đấy. Bác lên nhà thuốc chứng con được nhà thuốc điều trị những pháp như nào? Thì bây giờ là thầy lang nha, non phim bữa phim thầy lang bảo là bệnh của bác là phải uống trong 5 tháng không. Dạ vâng. Nhưng mà tại vì trước mắt thì cứ lấy 2 tháng là sợ mốc phải lấy 2 tháng. Dạ. Nhưng mà về uống cảm thấy uống các bác uống mấy tháng là bác thấy đỡ dần. À có mà bác về nhà thuốc điều trị mới đầu điều trị là phải giảm luôn. Là thấy là lúc đầu là mấy ngày đầu là hơi đau lên mấy ngày, nhưng cuối cùng là cứ uống cái đâu là cứ thấy là giảm đến đấy. Dạ vâng. Cho đến lúc mà đúng theo đuổi đúng trong 5 tháng. Vâng. Bây giờ cảm thấy là 10 phần thì gần như là 8-9 phần rồi. Dạ vâng. Đấy, rất là ngon lành. Bây giờ bác còn đau nhức được không? Đâu không, bây giờ đã rất là ngon rồi. Vâng. Bác còn nhớ là điều trị thuốc uống bao ngày một thang mà nó là bó đến bao ngày một miếng không? Bác còn nhớ không? Còn là thuốc đắp thì thầy lang nhận là trong 5 ngày. Dạ. 5 ngày một là đắp. Còn dạ. Thuốc sắc là cứ 3 ngày một thang. Dạ vâng. Đấy. Thì cứ cho vào nồi áp suất, bác sắc là bác cứ sắc nặng ở trong bác cạn và phích là bác uống trong khát lúc nào bác uống. Dạ vâng. Đấy. Thì là tốt rồi. Còn đấy là tốt, đến giờ này là ngon lành lắm rồi. Bây giờ bác làm việc bình thường chưa? Bác nặng thì bác chưa dám về nặng.
như bác đang làm việc đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống nói chung là cúi rất là tốt rồi. Dạ vâng. Không còn đau nhức nữa. Làm bữa rải là tốt rồi, còn cả lúc đầu thì bác thì cứ ước mơ làm sao bác đi lại nhẹ nhàng được tí đi. Đến giờ này bác lại được 30 cân rồi. Dạ vâng. Bác đi chợ bác lại 30 cân. Dạ vâng. Ngày đó thì bác còn nhớ cái ấn tượng gì nhiều nhất lúc bác bị nằm liệt không? Thì bác cứ nghĩ vật về chợ bác thì phải nghĩ là không biết nó kiệt cái ngày nào là trở được như cũ ấy. Dạ vâng. Đấy, cứ nghĩ và không biết là đến ước mơ là làm sao đấy, cứ hàng ngày rồi bác cứ cầu xin làm sao mà cho cái đi được cái xe đạp mà đi ra chợ mua một tí thức ăn về là bữa cơm nước cho bố con đó. Dạ vâng. Mới đến giờ này thì bác quá tội nguyện rồi. Bây giờ dạ vâng. Bác lại được 30 cân, bác sang chợ bác ngồi tốt rồi. Dạ vâng. Bác đứng lên ngồi xuống bình thường bình rồi. Thường không phải vâng. Vít cũng như không rồi. Dạ vâng. Còn đến là vừa rồi, rồi là mẹ chồng bác mất đấy. Dạ. Thì bác đã ngồi phục tang rồi là bác đưa ra đồng thưởng thức không biết có đi được không, nhưng dạ. Mà đông lại ngon lành cho đến giờ này đã 3-4 ngày đúng nhưng vẫn không ảnh hưởng gì. À có nghĩa là mẹ chồng bác là mới mất. Mới mất. Rồi là bác phục vụ công việc trong lễ tang là bình thường. Bình thường bác ra đồng đưa mẹ ra đồng đi bộ cũng là rất là xa nhưng mà về dạ. Cũng không thấy đau gì. Có nhiều người bị bệnh này là người thân người nhà mà có mất ấy, bỏ tang đến là rất là đau. Nhưng mà bác là không đau thì là rất là tốt. Không ảnh hưởng gì. Dạ vâng. Lúc còn... đầu thì bác cũng lo xài đấy. Dạ vâng. Nhưng mà đến giờ thì không thấy ảnh hưởng gì. Dạ vâng. Trong công việc lễ tang là theo kinh nghiệm là rất là nặng, lạnh, thời tiết là lạnh công người ấy thì bệnh xương khớp là rất là đau. Nhà bác thì không đau là rất là tốt thì bác đấy. Ổn định rất là tốt. Cảm thấy tốt là rất là ổn định được. Dạ vâng. Sau khi bác điều trị 5 tháng về thuốc và bác khỏi, hiện tại đang làm việc bình thường rồi, đi lại bình thường và bác có đi chợ nay được 30 cân rồi. Bác lại được 30 cân. Hàng ngày bác có đi thể dục không? Thể dục cái gì dục thì bác hơi lười. Dạ vâng. Bác nghe ra chỉ lười đi tập thể dục. Dạ vâng. Cái công việc hàng ngày là bác đi chợ mà làm quét nhà quét cửa này nấu cơm nước nhà nấu cơm nó còn nói chung là nhà bác là 6-7 ngày ăn. Dạ. Và vừa rồi mẹ chồng là nằm liệt 2 tháng rưỡi. Dạ. Là bác phục vụ cơm nước đút chiếc ngồi đút chiếc là không ảnh hưởng gì. Dạ vâng. Còn cơm nước nhà bác thì mấy thế hệ ăn cả 7 ngày ăn. Dạ vâng. Đấy già trẻ rất là bác phục vụ một cái bữa ăn thì nhà bác làm bữa thì là cứ phải đứng vòng tường là cứ phải 1 tiếng rưỡi. Dạ vâng. Đấy nhưng là cũng không ảnh hưởng gì, còn cứ lúc đầu bác chưa uống thuốc đấy thì dạ. Bác chỉ đứng được một tí là không thể đứng được nữa, như kiểu là cái đá hay là cái gì nặng mà nó đè xuống chân bác, nó dồn vào cái bàn chân ấy. Vâng. Còn nếu ngồi ăn cơm thì ăn nhanh chóng là phải đứng đây nằm. Dạ vâng. Đấy là còn lúc mà nếu mà có khách đến bây giờ còn đang đau thì đến thăm hỏi thì bác thì ngồi được độ 15 phút là không thể ngồi được nữa. Dạ nhưng vâng. Bây giờ cả bác đang ngồi được mấy tiếng cũng vẫn vô tư rồi. À bình thường nhờ. Thế mai con xuống cái hình của bác thì bác đã ổn và khỏi được. Thế là tốt rồi. Thay mặt nhà thuốc thì con chúc bác và đại gia đình luôn mạnh khỏe nhé. Dạ vâng. Vâng, con chào bác ạ. Cảm ơn thầy Lang. Dạ vâng. Cảm ơn thầy Lang, nếu mà không gặp được thầy Lang thì không biết giờ này đã được nhiều như vậy rồi. Dạ thì vâng. Thế thôi, chúng cảm ơn thầy Lang và cũng gặp thầy Lang mà rồi. Chúng là đã ổn định. Dạ vâng. Con cảm ơn thầy Lang rất nhiều. Dạ vâng. Và đúng giới thiệu cho mấy người. Dạ. Thì nó phải đã tới giới thiệu cho 3 người thì đều có ngon hết. Dạ vâng. Đều đây các ông cụ già đấy, uống có 1 tháng mà khỏi thì cũng muốn uống tháng nữa nhưng bây giờ thầy Lang mới được cái COVID bật. À không gửi về được. Dạ vâng. Vậy là thôi vâng. Nhưng mà đấy mới đến giờ này cụ bạn không uống một túi thuốc gì nữa mà ổn định. Dạ, còn vâng. Mới cách đi độ chưa đến tháng một chị và ngồi ăn cơm độc phải đứng đây. Nhưng dạ. Mới uống có thầy Lang có 1 tháng mà bây giờ đã gần như là khỏi hẳn rồi. Dạ vâng. Đấy. Thế là tốt rồi. Nó thật sự chứ không phải là nói đấy đâu. Dạ vâng. Còn vâng. Cái chú bên cạnh đó là mới uống có 10 mấy tháng là cũng đã ngon đấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế là tốt nên là tôi là ai có bệnh như vậy thì cứ tìm với thầy Lang. Dạ cứ vâng. Yên tâm mà uống chứ không độc hại gì mà cũng không phải kia gì. Cứ dạ yên vâng. Tâm mà uống vậy này. Còn cảm ơn bác nhá. Dạ vâng, cảm ơn thầy Lang. Dạ vâng.